luật liếc nó nhiều, nó ấy nó mệt lắm rồi là nhỡ hết việc. Ừ. Ừ đấy, phải chọn cái ông lái xe cẩn thận từ tốn. Hai cái xe là được đấy. Nếu mà số lượng khách nó đông hơn thì chị sẽ sang cái xe kia, mình sẽ chuyển lấy cái xe ba lăng. Chị Kim đây mà chị Mai dẫn một tí thôi là ra luôn rồi, các bác nhà Tiến. Ừ, những bác nhà Tiến rồi. Bánh kẹo bánh các kẹo thứ đây, trầu cau. Đây rẽ tay phải, đây rẽ phải đây. Chị Kim, à chị Kim ơi. Đây đây đây. Vẫn đấy nhỉ, chị Mai. Đây, đây. Đây. Theo kiểu giống ngày xưa là còn có cả bánh rồi là. Đây rồi, chanh. Đây, 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 đây rẽ vào đây này. Đây. Ôi bác ấy, bên cạnh đang xây à? Đấy. Bác vẫn bán chè à chả không? Có khi cứ ngồi đây đi. À, ngồi đây đi. Bà bé, 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 bà